Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Quang Minh khai nhận từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, bằng hình thức cầm cố giấy tờ xe, Minh đã cho anh Đặng Văn C nhiều lần vay số tiền 20 triệu đồng với lãi suất là 5.000 đồng một triệu một ngày, tương đương lãi suất là 182,5% một năm. Mỗi lần anh C vay, Minh cắt lãi trước một tháng số tiền là 3 triệu đồng, chỉ đưa cho anh C 17 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Minh theo quy định của pháp luật.